Thụ có một chú Sa Di Pháp danh Thích Thông Huệ, chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. Bổn phận của chú hàng ngày chỉ là quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú Sa Di Thông Huệ được các thầy giao cho việc gánh nước, mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng. Một hôm, trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá, đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá da chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa Di, bà dừng lại, hạ cái chậu cá xuống đất, vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú Sa Di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi, không thể dùng được nữa, nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá, nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáu lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước, gần về tới nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. Tức quá chú túm lấy con cá, khi đó đang còn sống, đập mấy nhát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó, và đương nhiên, con cá chết ngay tại đó. 30 năm sau, chú Sa Di đã trở thành một thiền sư, sau khi sư trụ trì viên tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm, khi đang ngồi thiền trong chùa, thì có một vị tướng trẻ, tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa. Viên tướng ghé vào chùa, nhìn thấy thiền sư Thông Huệ, trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao. Trương Tuấn không kiềm chế được, liền rút kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy, thiền sư mở mắt, điềm tĩnh nói, ta đã chờ ông 30 năm rồi. Viên tướng Trương Tuấn liền hỏi, tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài là tôi muốn giết ngài liền. Thiền sư Thông Huệ trả lời, không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó. Nói rồi thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận, ngài hay sám hối về việc này, và chắc hẳn, ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy. Và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến báo thù. Ngày đó cuối cùng đã đến. Thiền sư nói tiếp, con cá đó đã chuyển kiếp thành người, chính là ông đó. Sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây, không dưng cảm thấy nóng giận, muốn lấy mạng tôi, là vì kiếp trước tôi đã giết ông. Khi bị giết, ông đã khởi tâm sân hận, muốn báo thù. Khi tái sinh, ông không nhớ kiếp trước của mình, nhưng tôi biết, và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua. Trương Tuấn nghe xong, liền hạ thanh kiếm xuống. Sau đó, ông ta xin xuất gia làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho An gia trái chủ, chính là con cá đó. Thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan anh tương báo mà nếu là người khác không hiểu đạo, chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông không biết bao giờ mới chấm dứt. Quan tử, viết lại theo bài giảng của sư cô Thích Nữ Như Lan. Ha ha ha, 问什么的说